Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuji Auto với những chiếc xe rẻ, những chiếc xe tốt. Và hôm nay bộ sưu tập của em Vuji Auto đã đủ 4 màu: xanh, bạc, đen và xanh cửu long. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn đang là những mẫu xe em chọn lọc ra thôi. Những cái này xe này thì em cũng đã quay qua chi tiết ngoại quan rồi nội thất các thứ cho các bác rồi, có video chi tiết rồi. Và đằng xa kia thì rất nhiều chiếc xe đang có mặt tại Vuji Auto. Đấy, các bác có thể nhìn form dáng rất là đẹp, kiểu dáng rất là ok, đủ các chủng loại, đủ các đời. Còn đây là những mẫu xe giá rẻ đang có mặt tại nhà em, không phải là rẻ nhất nhưng cũng khá là rẻ rồi. Vâng, quý vị các bạn có thể mua đâu được những chiếc xe số tự động này, giá cực kỳ mềm, hoặc là những chiếc xe số sàn cực kỳ bền chắc và êm tuyệt vời luôn. Đây, trước mắt quý vị các bạn thì có chiếc xe màu xanh Chevrolet Spark sản xuất năm 2011. Rất là đẹp luôn. Đấy, xe thì rất là chắc chắn, nội ngoại thất không có gì bàn cãi nữa và chỉ có 152 triệu đồng thôi. Lăn bánh lần đầu năm 2016. Hoặc đây, một chiếc Hyundai Getz 2008 cực kỳ đẹp, màu bạc khá là bắt mắt, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ với thời gian, biển số 12. Hoặc là đây, một chiếc Ford Ranger sản xuất năm 2003 vẫn còn rất là ổn. Chiếc xe có cả ABS, túi khí đàng hoàng và giá thì chỉ có 128 triệu đồng thôi. Đã rút hồ sơ rồi, biển số gốc 35A nha các bác nhá. Vâng, hoặc là đây một chiếc xe biển Thái Bình và đảm bảo các bác là rẻ chưa từng thấy luôn, Spark Van 2011. Một chiếc xe rất là đẹp, à xin lỗi quý vị các bạn, 2013. Zin đét đẹp luôn, sơn si đẹp và vành la răng đúc tuyệt vời. Và chiếc xe giá thì rất là mềm, chỉ có 108 triệu đồng thôi. Đấy, 108 triệu đồng chiếc xe quá tuyệt vời này rồi. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng chiếc xe một cho quý vị các bạn. Hôm trước thì đã làm video từng con rồi nhá các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng chiếc một để cho các bác nhìn lại một lần nữa. Và các bác có thể lựa chọn với những chiếc xe tầm phân khúc thấp này. Vâng, đầu tiên là một chiếc xe 152 triệu Chevrolet Spark 2011, lăn bánh 2016, màu xanh rất là đẹp luôn, bắt mắt, sơn si đồng đều, sơn si zin. Con này zin chính chủ, chủ nữ ngủ từ đầu. Và đặc biệt là nhập khẩu luôn nữa các bác nhé, Spark Van nhập. Con này thì đăng ký 2 chỗ ngồi rộng rãi, có túi khí cho người lái, bản full thể thao, form dáng rất là thể thao luôn. Đấy các bác nhìn này, đồng hồ, đồng nghĩa các thứ rất là thể thao. Chiếc xe thì lăn bánh thì cũng rất là ít thôi. Và tappi, taplo thì cực kỳ sạch sẽ, keo chỉ nguyên zin. Đấy, các bác có thể nhìn. Đấy, tem nhãn thì đầy đủ luôn đấy các bác nhá. Và sử dụng máy xăng 1.0, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cam kép đảm bảo là cái hệ mà đốt cháy nhiên liệu cực kỳ tốt. Đấy, taplo thì sạch sẽ, không có taxi dịch vụ. Đấy, cần số tự động đấy các bác nhá. Đấy, một chiếc Spark Van chỉ 152 triệu đồng. Chân nỉ zin cực kỳ sạch sẽ luôn. Đấy, ghế da này rất là đẹp luôn. Sơn si đồng đều bóng lộn. Và con này thì em đã có video chi tiết rồi. Những ai muốn theo dõi chiếc xe này thì hãy alo ngay cho em. Em sẽ gửi link video chi tiết cho các bác. Còn đây, cửa đằng sau đây. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. Sơn si đồng đều, bóng lộn, màu xanh thì rất là bắt mắt. Và chiếc xe giá 152 triệu đồng. Không kiếm đâu ra được con thứ hai đâu. Lốp láp thì dày khự luôn các bác nhá. Đấy, lốp thì dày khự. Vành la răng rất là đẹp. Đấy, sơn si đồng đều. Chiếc xe mang biển số Hà Nội luôn, 29D05021. Đấy, nội thất bên đằng sau đây các bác cũng có thể nhìn, sơn si rất là đẹp này, đồng đều. Đấy, đảm bảo các bác không lỗi lầm gì nhá, xe rất là tuyệt vời luôn, chắc chắn. Vâng, con xe này trước ở bên Hàn Quốc nó chạy là hãng ITC, ITS. Vâng, một hãng điện tử của Hàn Quốc. Và xe thì cũng đã được nhập khẩu về Việt Nam, sơn si rất là đều. Vâng, và được chủ nữ sử dụng như các bác nhá. Và các bác thực sự là yên tâm, với cái giá rất là mềm thôi. Con này thì vẫn còn bụi bẩn đây. Đây này các bác này, đây là bụi đấy các bác nhá. Đi vừa đi đường về, còn em đi công vụ suốt. Nên là chất lượng xe thì rất là đảm bảo. Với chiếc xe giá 152 triệu đồng, được ngay một chiếc xe biển số thủ đô, sang tên rút hồ sơ trong vòng một nốt nhạc. Và rất thuận tiện cho những bác nào mà gốc biển thủ đô nhá, thì các bác có thể không phải sang tên, đỡ mất 20 triệu tiền biển luôn. Rất là tiện lợi, sạch sẽ, đẹp đẽ, an toàn. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Hyundai Getz rất là đẹp, màu bạc khá là bắt mắt, sơn si đồng đều, máy thì khá là êm chất luôn, nội thất thì cũng tương đối, và với giá là 128 triệu đồng. Đấy, các bác có thể nhìn, sơn si rất là đều luôn. Thì một chiếc xe sơn si vẫn còn ngon, tappi sạch sẽ, nội thất ghế da thì không chê vào đâu được. Đây, các bác nhìn này. Con này thì em cũng đã có video chi tiết cho chiếc xe này rồi. Thế nên là những ai mà quan tâm đến chiếc xe đẹp này thì hãy alo cho em.
Trần thì đã được bọc 3D nha các bác nhá. Sơn xi tốt và được gắn camera lùi, camera cảm biến. Một chiếc xe có túi khí và túi khí còn nguyên. Đấy, táp lô rất là sạch sẽ luôn. Đấy, xe thì không chê vào đâu được, máy thì cực kỳ là êm chất. Tôn vỏ mỏng te. Đấy, nội thất thì đẹp và đây là một chiếc xe 4 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái luôn. Và với dòng Hyundai Getz thì các bác biết rồi, nó rất là bền bỉ, chày cối luôn. Đi thì cực kỳ là chắc chắn và đương nhiên là với cái giá tiền cũng khá là mềm. Đấy, biển số 12A02118. Bọn em bao rút hồ sơ chiếc xe này cho các bác nhá. Rất là rẻ rồi, hạn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2020. Vâng. Tiếp theo đây là một chiếc sedan phân khúc tầm trung. Vâng, một chiếc sedan Ford Laser, một chiếc xe đẳng cấp chơi ngông. Form dáng thì rất là giống mẫu limousine của tổng thống Mỹ rồi. Vâng, đấy các bác nhìn đầu rất là dài trường luôn và sử dụng đèn bi xê lông, công nghệ cực kỳ sáng bóng. Vành la răng 6 chấu nguyên bản theo xe và phanh đĩa trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn, lốp thì cực kỳ dày mới luôn, 4 lốp Briton. Kính các thứ rất là đẹp luôn, hạn đăng kiểm cũng đến tháng 11 năm 2020. Nội thất ghế da thì cực kỳ sạch sẽ, cửa các thứ đóng mở hoàn toàn bình thường. Con này chỉ có một cái điểm trừ là mở lắp cabo hơi bị khó, còn đâu là tất cả những cái chi tiết của chiếc xe thì cực kỳ đẹp luôn. Và chiếc xe cũng được mới được về. Đấy, giá chỉ có 128 triệu đồng thôi nha các bác nhá. 128 triệu đồng, có ngay chiếc xe đẹp như thế này rồi. Trần nỉ bọc ly lông sạch sẽ, táp lô sạch sẽ. Đấy, táp lô, táp ly cực kỳ sạch sẽ luôn. Gầm bệ cực kỳ chắc nha các bác nhá. Riêng những chiếc xe ở bên em thì gầm bệ rất là chắc chắn rồi. Các bác thực sự là yên tâm, không phải nghĩ ngợi luôn. Đấy, lốp lap thì dày khự luôn, lốp for dày bình bịch. Và riêng những cái vòng for laser này thì nó rất là bền bỉ luôn các bác nhá. Đã rút hồ sơ rồi nên là các bác về chỉ có việc là sang tên thôi. Rất là tiện lợi, rất là an toàn. Đấy, đuôi rồi thân các thứ là sơn xi rất là đều luôn. Đấy các bác nhìn này, hàng chất thóc thuật tiền tươi. Vâng, hoặc là những ai mà chưa đủ điều kiện thì đây là một lựa chọn của quý vị các bạn. Một chiếc Spark Van 2013 rất là đẹp, lăn bánh lần đầu 2016 và chiếc xe được chủ giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Form con này thì là form kiểu cũ, form dòng Matiz. Vâng, đấy các bác nhìn lốp thì được độ chế lên 4 bánh vành đa răng đa chấu. Lốp thì cực kỳ dày mới. Và con này sơn đẹp của nó luôn nhé các bác nhá. Sơn rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da không chê vào đâu được. Với cái giá tiền thì khá là mềm. Giá tiền của chiếc xe này thì đảm bảo quý vị các bạn không thể tin được. 108 triệu đồng. 108 triệu đồng. Giá chỉ bằng hai chiếc Matiz đời Tống thôi. Thế nhưng mà được ngay chiếc xe 2013 rồi, lại nhập khẩu nguyên chiếc. Một chiếc Chevrolet Spark rất là đẹp luôn. Đấy. Được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, xe được giữ gìn cẩn thận và chủ cũ của chiếc xe là một cán bộ cục thuế. Nên là các bác biết rồi, những người nhà nước thì bao giờ cũng giữ gìn xe rất là chăm chút, cẩn thận, xe rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Đấy các bác nhìn này, tapi lô cửa các thứ là rất là đẹp. Tất cả những chiếc xe này thì bên em đã có video chi tiết cho từng chiếc xe một rồi. Thế nên là mọi người, những ai quan tâm đến chiếc xe nào cứ alo cho em. Em sẽ đưa link video chi tiết cho các bác. Và đây là nội thất chiếc xe, khá là ổn luôn. Đấy, chiếc xe lăn bánh thì mới được có vài gần chục vạn thôi, đúng là không thể tin được. Vâng, xe thì rất là đẹp và rất là nhiều. Tại Vũ Duy Auto thì có rất nhiều xe các bác nhá. Có trước thì bán rồi, có trước thì chưa bán. Thế nhưng mà mọi người cũng có thể là nhìn qua. Đấy, em đi giới thiệu quanh một vòng cho quý vị các bạn. Đây, một chiếc Nissan Grand Livina 2012 rất là đẹp. Đấy các bác nhìn, màu vàng cát rất là đẹp luôn. Hoặc là đây một chiếc xe Toyota Crown 1989 cực kỳ tuyệt vời, một mẫu sedan hai đầu đẳng cấp, biển số nhà nước 11B0288. Hoặc là đây một chiếc dây GL rất là đẹp, màu xanh cực kỳ tuyệt vời và giá thì vô cùng rẻ, chỉ 188 triệu đồng thôi. Hoặc là những ai yêu cái dòng Innova thì đây là một lựa chọn tuyệt vời của mọi người. Toyota Innova bản G xịn 2009 giá chỉ có 245 triệu đồng. Hoặc là chiếc xe này giá rẻ bất ngờ 138 triệu đồng, DU Gentra. Vâng, máy số zin nội ngoại thất đẹp. Vâng, rất là tuyệt vời. Hoặc là Pajero đây, một chiếc xe mà giá chỉ có 129 triệu đồng được ngay chiếc Mitsubishi Pajero 2 cầu, máy xăng cực kỳ khỏe khoắn, bền chắc, đầm. Hoặc là đây, thưa quý vị các bạn, đây là chiếc Kia Carrera. Đấy, nói chung là xe rất nhiều. Còn kia là bộ ba chiếc xe mà đã bán cho khách rồi. Chỉ có việc là giờ là về sang tên khách nữa thôi. Đấy, đang chờ khách nhá các bác nhá. Đấy, rất nhiều xe luôn. Đấy, rất nhiều xe ở cửa hàng em luôn.
Có một số chiếc thì giờ cứ đợi khách ở đây thôi. Qua cái tháng 7 này thì khách sẽ đến lấy, nên các bác thực sự là thông cảm. Những ai mà quan tâm đến mẫu xe nào thì cứ alo ngay cho em, để tránh trường hợp mà cũng không phải nghĩ ngợi lâu. Đấy, con Kia Rio này thì cũng vừa mới bán xong. Đấy các bác nhìn này, vâng, xe rất là đồng đều luôn. Sơn xi đẹp, nội ngoại thất không chê vào đâu được. Máy móc bền chất. Đấy, rất nhiều mẫu xe. Xin cảm ơn quý vị các bạn cũng đã quan tâm theo dõi, chia sẻ giúp Fuji Auto trong thời gian qua. Những ai yêu thích thì hãy đăng ký một nút like, rồi đăng ký kênh để có được những mẫu xe tuyệt vời nhất, những mẫu xe liên tục được cập nhật về cửa hàng của Fuji Auto. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn được cho mình chiếc xe yêu thích nhất. Fuji Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.